Chào các bạn, hôm nay hướng dẫn các bạn sử dụng con này là Fujifilm S20 ha. Thì nói chung là máy này giống như các dòng máy đó, nó bởi vậy thì nó cũng xử lý chung chung nhau, là chủ yếu chúng ta nhìn những cái ký hiệu. Nếu mà chúng ta chỉ cần nhìn một cái máy khác thì chúng ta cũng sẽ hiểu được những cái máy mình, tại vì tất cả những cái máy này nó sẽ là ký hiệu, nhìn theo ký hiệu là sử dụng thôi ha. Thì bây giờ pin đó, pin như thế nhớ nó nằm để đây, đây pin nè, trừ trừ cộng cộng ha, đó thẻ nhớ nằm đây nè, đó nhấn vô lấy ra rồi. Bây giờ nó để on off nè, thì mình về nhìn theo mình gặt qua đây mình biết rồi ha, gặt lên rồi. Thì ở đây là các chức năng khác nhau nè, nếu mà mình muốn giỏi cái này lên YouTube mình học nhiếp ảnh cơ bản hay nhiếp ảnh cho người mới bắt đầu đó, thì mình ghé gì. Rồi bây giờ mình ở đây là đèn LED nè, nếu như mình muốn mở đèn LED thì cái này là tắt màn hình nè, đó nhấn nút này nè, đó rồi cái này đèn LED nè, muốn on off đèn LED nhấn vô đây, nhấn vào đây để phải mở nó lên. Đây có chốt nè, có chốt bên hông này, gạt cái lên nè ha, là chốt này đẩy cái lên. Rồi bây giờ mình muốn on off đèn LED luôn nè, đó nhiều chế độ nè, nhìn đây nè, thấy chưa. Rồi cái này biểu tượng này là chụp macro nè, mình muốn chụp macro tức là chụp con kiến hay là cái bông hoa đó, thì mình khi đó mình nhấn vô. Rồi mình nhấn vô đây ha, mình chọn cái biểu tượng macro này là cái bông nè. Khi mà mình ok nó cái là nó sẽ hiện ở đây là mình chụp cái bông là con kiến nè, cái dị bông cái dị hoa rồi đó là chụp macro, ta gọi là chụp macro là chụp cận. Khi mà mình nghỉ chụp nữa thì mình tắt nó ha, mình tắt nó, tắt cái chế độ này đi off để mình chụp cái tòa nhà hay cái đồi núi là cái tiêu cự nó khác nhau rồi ha. Ở bên này thì ISO rồi nè, thì ví dụ mình lên YouTube mình học cái gì mình hiểu, nếu mà mình học nhiều mình sẽ hiểu ISO là cái gì, cái đó là mình phải học sao ha. Rồi bây giờ mình muốn chụp được thì mình cứ đưa vô và mình ngắm mình chụp thôi. Bây giờ mình để B nè, để B mình chụp nè ha. Rồi bây giờ ở đây là zoom in zoom out nè, nó cái tay lên mình xây nè, zoom nè, đó mình xây vô mình zoom bố cục nó ok, cái mình nhấp nhẹ cái lấy nét cái ha, nhấp nhẹ trên cái nút này nó có hai lần để mình sử dụng, một là mình nhấp nhẹ để lấy nét, hai cái là mình ấn xuống luôn ha. Rồi bây giờ nè lấy nét nè, đó nó kêu cái tiết là ok đó nha, đó ok đó, rồi ấn xuống luôn nè, đó thấy không, chụp đó. Rồi thì cái lúc chụp thì cái lúc chúng ta luôn hay xử lý như cái này gọi là cộng trừ EV nè, xử lý nhanh ha. Thì bây giờ mình đó mình thường thường mình chụp là thường thường chụp là hơi trừ sáng chút xíu, có những thời điểm cộng có những thời điểm trừ, mình xài máy lâu ngày mình sẽ quen ha, sẽ giỏi chuyện đó. Rồi bây giờ mình sẽ chụp thử nè, đó ok ha, đó ghi xong rồi xem lại nè, đó mình ấn vô xem lại nè, gửi cho thùng gác nè, tại vì mình nhìn theo cái ký tự nè, ký tự thùng gác nè ha, mình nhìn lên tại vì mỗi cái nó đều có ký tự ký hiệu, chủ yếu là quan trọng là mình học ký hiệu thôi ha. Rồi bây giờ thùng gác xóa nè, ok nè, máy nó có tiếng Anh mình rất dễ sử dụng ha các bạn ha. Rồi các bạn cứ dọc từ từ thôi, từ từ mình sẽ quen thôi. Bây giờ chịu khó lên YouTube mình học là cái nhiếp ảnh cơ bản hay nhiếp ảnh như thế nào đó, rồi mình thì dọc từ từ ha, là mình sẽ từ từ, tại giống như cái điện thoại mới á, ngày xưa mình không có điện thoại không thì mình hơi bỡ ngỡ, mình lên mình cầm cái một ngày hai ngày ba ngày cái là mình sẽ giỏi lên liền ha. Rồi chúc các bạn thành công ha. Năm cây cuốc đã nhiều, lương 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.